Cái này thì bây giờ nếu mà để mà kè chỗ này thì chi phí mất tầm độ bao nhiêu tiền đấy chú? Nếu nhưng mà kè bằng sắt á, lấy sắt về xong là kè bằng sắt xong là đổ bê tông vào. Tầm 20 á. Tháng nay hai vợ chồng về giúp là đào luôn tả ly chỗ sạt lở đấy hết. Thì mai mới xây được, nếu mà không đào được hết thì cũng chả xây được. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu cập nhật cái tiến độ mà mấy anh em thợ hôm nay là làm những công việc gì và làm tới đâu rồi các bác. Ở phía trước mặt của bác là cái phần nền nhà, và các bác nhìn thấy là hôm qua thì là ở phần đằng sau bác ở kia là đang bị sạt, cho nên là hôm nay là cũng có thêm là một số các bác hàng xóm lại tiếp tục ra là hộ anh cũng cùng với lại mấy anh em đội thợ. Hôm nay là chỉ có là vợ chồng của chú Toán là ra làm thôi, còn vợ chồng của anh Phòng thì hiện tại là hôm qua thì anh có nói là nhà anh đã bị là sạt là nhiều hơn, thành ra là anh ấy phải nghỉ thêm một hôm nữa để chuyển hết lúa để mà đi ra nơi khác, chứ không là để tránh trường hợp là mưa nhiều quá thì ra là sạt lấp hết cả nhà, xong là cả thóc của cải của gia đình của anh Phong. Thì rất là mong các cô bác anh chị là thông cảm cho anh Phong về cái tiến độ mà làm nhà của hai ông cháu một chút cô bác nhé. Vậy hôm qua thì là ở chỗ này là bị sạt thêm khá là nhiều các bác ạ. Đấy, hôm nay thì ông cũng cùng với lại là thêm là hàng xóm, đây mà anh em thợ nữa là chuyển hót cái phần đất này ra và đào sâu thêm độ tầm là bây giờ thì cũng được là hơn 1 mét của bác ạ, phần đằng sau ấy. Thế hôm qua thì là sạt thêm, thành ra là sợ cái phần xi này nó bị đổ. Bây giờ thì các anh thợ đang vận chuyển xi để mà để sang cái lán bên kia, thì sẽ lán mục sẽ là để ở chỗ khác của bác ạ. Ông đào cái này thành một cái rãnh đi không, để cho nước nó chảy hết ra bên ngoài đi không? Đây. Vâng, nãy ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các bác, các chị nhá. Hôm nay là sáng nay Mạnh có đi học nữa không ông, sáng nay á? Có. Có à? Thế sáng nay là đưa. Sáng nay là ai đưa Mạnh đi học? Ông cùng bác Kết đẩy xe lên trình chiến cho mẹ cùng bác Kết đi. Thế là nhà của Quyết là bố mẹ có xe máy, nên ra là ông cùng với lại là bố của Quyết là đẩy xe máy lên trên kia lên là cho Mạnh đi cùng à ông? Vâng. Thế hôm nay thì Mạnh đã được phát ra cặp sách hay là bút gì chưa anh? À chưa ông? Chưa. Vẫn chưa à? Chưa, bảo học khoảng 3 tuần thế này nó mới cho phát. Bây giờ nó đi dạy bút bằng bảng nhờ cái dạy. Thế là bây giờ cũng chỉ là đi làm quen ở lớp với lại là đi làm đi chọn lớp thôi ông nhỉ? Vâng. Thế công việc của ông là hôm nay là ở nhà là làm công việc gì không? Này ông là cùng hót thử hót làm cái thăng bằng nền nhà. À là cho nó bằng nền nhà đúng không? Vâng. À bây giờ thì là tranh thủ là đằng sau cái phần là đất đấy cô bác, là nó bị sạt rồi, cho nên là hót cái phần là đất ra để lấp cái chỗ mà ở trong cái phần là nền nhà thì cho nó cao lên là bằng cái phần móng, xong là mấy nữa mấy anh em thợ là mấy tiến hành là đi vào xây cô bác. Đây, ở trên này là đang chuyển xi à? Vâng, chuyển xi. Chỗ này là hôm qua là mưa ngấm vào trong này à ông? Vâng. Sáng nay vẫn mưa to mà. Phải đến buổi chiều thì là thời tiết rất là nắng nóng các bác ạ, rất là oi. Nhưng mà đến buổi đêm thì là thời tiết là mưa rất là nhiều đến đêm ấy. Còn cái phần trước mặt ông là cái phần đang để anh cho các bác ạ, là phần sân. Đấy, ra góc bên này thì là sân nó hơi hẹp một chút các bác ạ, ra bên này ấy. Đấy, nhưng mà bên này thì bù lại là cái khoảng bên này thì máy nước sẽ để ông dựng một cái bếp củi ở tạm cái chỗ bên này này.
nó làm cột chống ở đây mà cột đấy. Sửa cái nhà này sửa đủ. Cái này làm cột chống cái này không? Vâng. Ở cái nhà ở bên này thì là bây giờ là tận dụng lại, dọn hết những cái đồ đạc ra của bác. Thì là sẽ không có nghỉ ngơi ở đây nữa. Là nghỉ ngơi thì sẽ ở chỗ khác. Chỗ này thì sẽ để đựng để xi. Hôm nay anh Phòng là vẫn chưa ra được hả chú Toán? Cái là bây giờ là để xi ra bên ở bên này hả chú? À, nhưng mà cái sạp bên kia bây giờ để xi lên có nó có sợ nó bị sập xuống không? Vâng. Vâng. Ôi cái đầu này thì đầu ở phía bên này thì có vẻ như là bị sạt nó nặng quá hay sao ấy chú ạ. Đấy, mưa mưa nhiều thành ra là đấy ở đây là mưa nhiều nữa cộng lại là để ở trên này là 6 tấn xi nó có bác chứ không phải là ít thành ra là chỗ này là nó mới bị sạt nhiều hơn. Chỗ này thì có vẻ như là bây giờ là có cái nước nó chảy từ đâu ra đây chú Toán chỗ này ấy. Này là nước chắc là bị dò từ trên cái phần ở bên trên này không á? Cho Lực thử ra bên này xem một chút đã. Đây hiện tại là cái phần móng thì đã hoàn thiện là 100% rồi. Đấy còn là bây giờ là tiến hành là đi vào là và xây tường thôi các bác. Cũng có một số các bác nói rằng là xây tường 20 đấy nhưng mà thật sự ra thì là ở đây thì kinh phí thì có đủ xây là cái tường 10 thôi. Tường 20 thì nó sẽ dày hơn và điểm cái độ chắc chắn của nó sẽ chắc chắn là sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Ở chỗ này thì là mấy anh em để xi này các bác này, thành ra là nó nặng quá ấy. Xong cái thời gian là mưa nhiều quá là nó bị lún xuống. Đây có vẻ như là cái phần nước chảy ở dưới kia ra các bác. Vừa rồi thì cháu Lực là làm có nói chuyện với lại thêm là mấy anh em thợ đấy. À, nước là ngấm từ trên này xuống đấy các bác này. Hãy ngấm từ trên này xuống thì ra là ở dưới này nó không có cái ránh ấy, là nó thoát ở dưới kia. Thực sự ra thì là khi mà làm cái công trình nào đấy của bác gặp mưa như này, mưa gió như này thì là phải nói là rất là khó chịu. Nên chỉ cần mong rằng là thời tiết là ủng hộ thì sẽ hoàn thiện ngôi nhà là sớm hơn. Đáng nghe hôm lọ thì là có để phần bên này này các bác này để làm cái chỗ mà mấy anh em thợ nghỉ ngơi đấy, nhưng mà ở bên này là ông buộc trâu ở đây là nhiều quá thì ra là cái chất thải của trâu ấy ở đây nó mùi quá thành ra là chuyển ra bên kia rồi. Này là bây giờ lại chuyển ra bên kia à ông? Ông đang lấy cái gì đây, lấy cây à? À, làm cột trống ở chỗ lán để xi kia đúng không? Vâng. Ôi vừa rồi cháu xuống là chơi thấy Mạnh đâu, Mạnh đi đâu rồi không? Hôm nay ở đây chứ biết đâu rồi. À, chắc là đang chơi ra phía bên kia thôi nhỉ? Dạ. Phần là ở phía bên này thì là trước cũng vừa đào xong lại vừa kè, nhưng mà cái này thì cũng hoàn toàn là kè bằng thủ công đúng không bác, kè bằng thủ công là không có xi gì cả, chỉ có nguyên đá thôi. Không biết là sau này thì có phải là làm kè nữa không các bác. Bây giờ thì không biết là cái phần kè kinh phí này là rơi tầm bao nhiêu tiền nữa, để một tí nữa sẽ hỏi là tầm chú Toán xem nào, xem là chú có biết là phần kè này tất cả kè bên này ra bao nhiêu tiền nữa không. Nếu có trọt chữ lét
Cái đấy là bây giờ gỡ ra chuyển ra bên đấy luôn là chú Toán. Nhưng mà cẩn thận nha, chỗ đấy là cột này là sắp bị sập rồi đấy. Cột này là không còn chỗ chóng nữa rồi. Vâng. Sáng nay thì làm một buổi đến bây giờ còn có sửa mấy chỗ sạt này đi hết rồi. Thế là công việc của sáng, công việc của hôm nay là chưa có đi vào xây được đâu hả chú Toán? Hôm nay đang sửa lại. Đây chú ơi, cháu đeo một cái này cái này. Bên trên thì là chật quá nên là không có đi phụ được một chút nào cả. Cái điện này, dây điện này có điện không đấy hả chú? Dạ. Dây điện này có điện vào không? Có chứ. Không có điện. Không có điện thì hôm mình làm này. Có lúc là mình nhiều vớ thì mình không làm được ấy. Phải có điện thì lúc nào mình nhiều vớ thì mình mới làm được tối. Lúc nào cháu bảo là kéo dây điện ấy, dây điện thì là cháu mua về hết rồi nhưng mà để bây giờ vẫn đang ở huyện không có ai lên ấy. Thành ra là không chở được lên. Nhưng mà lấy lên thì chắc công tơ họ chưa ấy thì cũng chưa được. Vâng. Nó phải đợi điện điện nó lắp công tơ cho thì mới có công tơ riêng. Cái nhà ông là từ trước đến giờ có bác sống ở đây được là bao nhiêu năm rồi là không có điện cả. Cái ông này thì không có phòng nhưng mà cháu được nhìn thấy là không có thêm là anh ra làm nữa. Ngắn quá ông ạ. Đây là ở trong là bây giờ chỉ có để là đồ đạc vật liệu xây dựng thôi chú nhỉ? Vâng. Tôi phải băng. Chỗ này là bị nặng quá nên bị sạt xuống rồi chỗ này ấy. Cái này nếu mà không bớt xi sang thì chỗ này chỉ có sạt một tí thôi thì cả ban đêm nó xuống hết thì nó ướt hết rồi. Cái này nếu mà như là trước đây thì là không để gì thì nó vẫn bình thường nhưng mà sau khi là mình để xi nặng quá chú nhở? Không phải để xi là do mình làm thì bởi vì là trời mưa quá. Đêm khi nó mưa thì nước dồn vào đây nhiều quá thì đất nó sạt xuống rồi. Còn nếu mà để xi đây này, nếu mà không mưa thì không mưa to nhưng là nước không tràn vào thì không sao. Do nước mưa về nhiều quá. Toán thì cũng cập nhật cho các bác là cùng biết rồi. Hôm nay là vẫn chưa thể mà đi vào xây được các bác ạ. Hôm nay là công việc là buổi sáng này thì mấy anh em thân có đào lại cái phần đằng sau để cho nó rộng ra và lấy cái đất của đằng sau này lấp hết những cái phần trong nền nhà. Đấy, cái phần này thì là như nếu mà bây giờ nó không bị sạt đấy quá thì là để sau này làm cũng được đấy, nhưng mà bây giờ nó đang bị sạt thì tận dụng lại để luôn, xong là quá trình mình làm ấy, di chuyển đấy thì mình đi lại thì cái phần đất này nó sẽ mậu à, sẽ chặt hơn. Mô cả đằng mà kê máy chặt tới nó có ta này, nó có bụi sai tắc lòng này đi tao đề thẳng cái đấy. Máy cái đấy cho mô máy cái máy pù nhờ kể cả đi một tháng già đi tắc lên đi mi tì đề lòng người già. Này bây giờ để cây ở dưới chắc phải tầm 1-2 cây nữa chứ. Vâng, để 1-2 cây để đợi lúc nào nó, nếu mà nó sụp xuống thì nó có cây chống dưới lên. Vâng. Ui dồi ôi. Đây là mình chuyển một nửa thôi hay là hết chú? Đây chuyển một nửa thôi, đầu trên không sợ đâu. Mới từ đây xuống. Phần bên dưới này thôi nhờ. Vâng, phần bên dưới này sửa nó đề, nước còn chạy thì sửa nó ban đêm nó sập xuống. Cái nước này của bác nhá, trước kia là chưa có đào ấy, thành ra là nó không có bị là bị dò ra đâu nhá, nhưng mà sau khi mà đào ấy thì cộng lại thêm là thời gian này mưa triền miên, mưa lâu ngày quá thành ra là nước nó bị dò đây một chút này. Nhưng mà nước bị dò này thì là không có ảnh hưởng tới cái phần móng đâu cả các bác ạ. Sau này nếu mà bị dò thế này thì cháu Lực sẽ lại thiết kế thêm là xung quanh nhà là một cái rãnh chạy xung quanh nhà nữa. Chủ bản ấy chắc đi sợp lòng ấy mình tì đề lấy già đâu tốt cái chuyện ta chứ mày, nên một cần nó đi tâu nữa cả mà yếu thế. Đây. Có phải sợp đây nữa. Đâu có bớt cái thú này ốc mặt mà tỉ nhìn xem có tỉ. Anh phòng thì là vắng mặt 1-2 cái video rồi các bác. Nhưng mà các bác cũng đã biết được rằng là cháu được ghi hình ấy, nhà anh phòng là hiện tại là đang bị là phải di rời gấp cô bác ạ. Không có dám ở trong nữa.
xem có nhổ được không. Ông không có cây nào này ông chống nó thẳng thẳng à ông? Chống nghiêng này thì nó chẳng nghiêng à? Không, cái này chắc tí lấy ra rồi. Cái cột đấy á? Ờ, lấy ra xong rồi lấy một cột chống từ tít dưới lên đúng đây rồi. Cơ. Đúng rồi. Ông đi chặt mấy cây này không? Cây này cho nó vừa hẳn cái này xong ông chống này luôn xong rồi tí mình gỡ cái cây gì cây dao. Ra. Chặt cây này á? Ông đừng có chặt nữa cây này không? Kệ nó đi. Để cho nó chắc đất đấy. Cái kia to là không dám chặt đâu. Xung quanh nhà mà để nhiều cây to này thì là cũng nguy hiểm các bác ạ. Sau này mà khi mà gió lớn mắt, là mắt thấy còn dần đến là nó đổ đến nhà đấy. Mày cái bên bật bóng thấm rồi. Xi này là nhiều bụi đấy. Cái xi này là hôm nọ là khi mà đem xuống có bác cho nước cũng đã mua rất là nhiều bạc để mà che rồi. Này này mất thái này, thái tín rồi. Một cái thời gian mà mưa lâu như thế này không có bị là ngấm một chút nào cả. Này nếu mà hôm nọ biết ra trước như thế thì là bỏ ra xong rồi xếp hết xi vào đây để chú nhở. Vâng. Thì không phải lo nghĩ ở chỗ này ấy. Không có biết nó chỗ này nó sạt xuống đâu. Nếu mà tối tối hôm kia không mưa to như thế thì không sao đâu. Vâng. Đằng sau nhà thì hiện tại là đào là cũng vào khá là cái sâu rồi bác, là hơn 1 mét rồi, đâu đó là gần 2 mét nữa rồi. Ừ. Cái cột này thì lung lay này. Cột này sắp đi rồi. Ôi dồi ôi. Thế là công việc hôm nay thì là chưa được vào xây đấy, thì là ngày mai là được vào xây chú nhỉ, ngày mai ấy. Vâng, mai mới được vào xây. Nếu mà thời tiết mà ủng hộ đến từ buổi sáng thì có thể là mấy anh em thợ là làm được nguyên một ngày, nhưng mà nếu mà thời tiết mà đến tầm buổi trưa mới tạnh là mấy anh em thợ là chỉ có một ngày là làm được có một buổi thôi. Thế còn là phế ra phần là tản ly bên kia các bác nhá, thì sau này là chắc chắn là sẽ phải là đào thêm, là đào sâu vào kia. Đấy, hiện tại thì là cứ để thế đã, lúc nào mà hoàn thiện xong thì lấy đất của nó sẽ đổ hết ra phần là ở dưới phần là mặt là phần cửa. Cái này thì bây giờ nếu mà để mà kè chỗ này thì chi phí mất tầm độ bao nhiêu tiền đấy chú? Nhưng mà kè bằng sắt nhá, lấy sắt về xong là kè bằng sắt xong là đổ bê tông vào. Tầm 20 á. Tầm 20 triệu á? Vâng. Nhưng mà cả vận chuyển đầy đủ à? Cả vận chuyển cắt. Cả vận chuyển cắt là đầy đủ là tầm độ 20 triệu. Tầm 20 triệu. Thì bây giờ chỗ lực tính như mà sau này hoàn thiện đấy các bác thì nếu mà như có duyên với lại các bác, cô chú anh chị mình quân thì là kè tít chỗ cái phần ong ra này. Kè ra lên tận bên này này cô bác này. Kè vào. Xong là đằng sau nhà thì trải dài ra đến phần đây. Thì là dưới kia là không phải kè nữa. Còn khoản kinh phí để mà kè này thì cũng khá là lớn. Ở đây thì là chú bảo là 20 triệu đấy cô bác. Nhưng mà bao gồm là công cán là vận chuyển hết xi, hết sắt hả chú? Vâng. Đấy là đủ hết rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà nếu mà cái này mà vật liệu đổ tại chỗ thì chú tầm bao nhiêu tiền? Nguyên kè á? Nguyên kè lên đấy. Chú lên tầm khoảng 7-8 triệu thôi. 7-8 triệu thôi? Vâng. Đó là chủ yếu là vận chuyển là nhiều. Vâng. Ô, nhưng mà cái này là còn chưa 20 triệu là chưa tính mua xi nhỉ? Vâng. Ủa mình mới lông rồi đấy. Nếu mà không mưa thì gọi mấy anh về cùng làm mấy ngày thì nó cũng nhanh, nhưng mà mưa quá mình về thuê nó một ngày thì nó làm được 1-2 tiếng thì không bó. Thà rằng mình khác làm thì tỉnh lúc nào làm lúc đấy. Mà để máy nữa, nếu mà nó không mưa thì chắc gọi 1-2 người để giúp làm cùng. Nếu mà ngày nào nếu mà nó không mưa thì là chú bổ sung thêm nhân lực để làm cho nó nhanh hơn. Nhưng mà do là thời tiết như này thì cháu Lực cũng đã nói rồi các bác. Thì sáng nắng chiều mưa như này thì là để mà thuê thêm người báo thì là cũng rất là khó trả.
Làm như thế thì mấy anh em thợ là sẽ mấy anh em thợ cả sẽ thiệt nhiều hơn. Đây, bao đi sắp rơi chính à. Đây, bây giờ thì là phải chuyển xi gấp cho cái băng này bây giờ ấy. Đây là bóc xong một lần xi là chắc là đi một bộ áo rồi nhỉ chú nhỉ? Vâng. Vận chuyển xa nặng khó rồi lại về đến tại chỗ nó lại bị vâng, chuyện tiếp được hơi chắc trở một chút chú nhỉ. Vâng. Đấy, như làm nhà hai ông cháu thì là có vẻ như là chắc trở nhiều hơn các bác ạ. Cái quãng đường mà vận chuyển là khó khăn rồi lại còn phải căn theo ngày nào mà không mưa độ tầm là một tuần thì mới dám lấy vật liệu đi vào. Đi làm ở đâu thì cũng chưa thể là làm cái nhà nào để mà vận chuyển nhiều như thế. Cái nhà này là ngôi nhà đầu tiên mà chú gặp mà vận chuyển là nhiều như thế hả chú? Vâng, còn đi làm thì vận chuyển thì cũng gần với là làm tại chỗ nhiều. Với cái nhà này làm mà vận chuyển là rất là nhiều. Bởi vì về thì đường này xe là không đến, chuyển đi chuyển lại. May mà chú còn biết cách là dùng tơi ấy nhỉ, chứ không là còn là vất vả hơn đấy. Nếu mà không dùng tơi thì chuyển từ trên xuống đây hết thì chắc vừa mới xong gạch lắm á. Nếu mà không lấy tơi ấy. Ủa, quá, cẩn thận nhá. Cái bao nào nó bị ẩm ấy chú để riêng ra đi, xong là ngày mai là chú làm luôn cái bao đấy cho cháu trước. Cho để vào góc kia đi. Đây, chỗ của chân của chú Toán đang đứng hiện tại thì nó bị sạt xuống rất là nhiều các bác ạ. Đất của nó thì đã đổ đi xuống hết rồi. Và buổi sáng nay thì là mấy chú có chuyển đất là hết ra cái phần nền nhà rồi. Đấy, phần khung nhà thì bây giờ cũng đã hiện lên là cho các bác là nhìn thấy rồi. Gồm có là một phòng ngủ, gồm có hai phòng ngủ, một phòng khách và thêm là một cái nhà vệ sinh nữa. Sáng nay bảo cho ông ấy gọi người về hỗ trợ để khắc đào, nhưng mà mình tính ra mình không giúp ông thì chắc cũng mấy ngày hôm nay anh em cũng bận vận chuyển nhà khác thì nó cũng không giúp được thì thế là đành sáng nay hai vợ chồng về giúp là đào luôn tả ly chỗ sạt lở đấy hết. Thì mai mới xây được, nếu mà không đào được hết thì cũng chả xây được. Thế là anh phòng là nhà của anh ấy là bây giờ vẫn còn đang là vận chuyển là đồ đạc anh? Vâng. Anh phòng là bây giờ chắc phải thêm một ngày nữa thì là anh ấy ngày mai thì hai vợ chồng anh tiếp tục là ra đây để mà làm được. Cẩn thận ông nha, cái cột này có vẻ lung lay rồi đấy. Vậy ra đây thì là nhìn đôi bạn thân là đang cùng nhau là chơi xe rùa phần nền nhà này các bác này. Nào, Mạnh ơi, ra đây. Chào có bà nào. Chào có ông các bà. Rồi, thế hôm nay là Mạnh với lại Quyết ở đây à? Vâng. Nào, Quyết chào cô các bà nào. Con chào cô ông các bà. Rồi, thế Quyết là với Mạnh đi học chưa? Đi học rồi. Đi học rồi à? Thế là Quyết với Mạnh học cùng lớp không? Học. Không à? Mỗi người học một lớp à hay là học cùng lớp? Học lớp. Học với nhau đúng không? Đúng. À, thế Mạnh thì là thấp hơn là bé Quyết ra một chút các bác. Tay của Quyết thì là dán cái gì đây? Đây là dán gì đây? Dán hình xăm. Dán hình xăm á? Đây là xăm vào à? Ừ. Mua kẹo có ở trong kẹo à? Ừ. Bố mẹ của Quyết thì đi đâu rồi? Ở nhà. Ở nhà. Hôm nay có đi học không? Đi. Hôm nay là Mạnh với lại Quyết là đi học à? Ừ. À, hôm nay là ai đưa đi? Bố. À. Thế là Mạnh cũng cùng bố của Quyết đi à? Ừ. Rồi. Đây. Nhà của bé Quyết là ở ngay trên này này cô bác này. Thì
cách đâu đó độ tầm là 500 m. Ấy ấy, tí hỏng hết gạch là các chú thợ là nói nhá. Thế là Mạnh ngày mai còn đi học không? Hả? Ngày mai là vẫn đi học à? Thế ngày mai đi cùng ai? Đi cùng ông à? Đồ rồi. Đấy, vừa rồi thì là mấy anh em thợ cũng chuyển phần xi này ra bên này là một tí rồi cô bác ạ. Ở đây thì nếu mà bây giờ mà để đây nhiều quá là tối nay là sẽ lại dần đến là nó bị sạt xuống cô bác. Ở đây thì hôm qua là sạt xuống rất là nhiều rồi. Và mấy anh em thợ cũng đã chuyển ra hết rồi. Công việc của mấy anh em thợ thì hôm nay là vừa rồi chú Toán cũng nói cho các bác biết rồi đấy, rằng là chưa thể mà đi vào xây được. Đấy, chỉ là chuyển những cái chuyển những cái bao xi này và lại làm lại thêm là cái phần đằng sau nhà này thêm một chút nữa. Đấy, hai anh em là trời nắng xong rồi biết ra chỗ mát mát nó ngồi đấy. Mạnh thì có vẻ là dán nhiều hơn nhỉ, cho chú xem nào. Nào đội đồng hoàng nào. chú xem nào. Mú này là ai lấy cho Mạnh? Chú nào? Lực à? Thế là đi học thì được phát cặp chưa? Vẫn chưa à? Thế ngồi thẳng lên thế nào? Ngồi thẳng lên thế nào? Chú hỏi. Thế là cô giáo chủ nhiệm hay là thầy giáo chủ nhiệm? Cô giáo. Cô giáo à? Thế có biết cô tên gì không? Không. Không à? Chắc là mới vào thì ra là chưa biết là tên cô là gì cô bác. Thế là Quyết có biết là cô giáo tên là gì không? Không. Vẫn là không biết đâu à? Thế hai Quyết với lại Mạnh thì có ngồi cùng nhau không? Nào bỏ tay xuống. Thế có ngồi với bàn, ngồi cùng một bàn không? Quyết với lại Mạnh thì có ngồi với nhau không? Không. Không à? Thế là mỗi người ngồi một chỗ à? Ừ. Quyết là ngồi đầu bàn hay là Mạnh ngồi đầu bàn? Mẹ. Mạnh ngồi đầu bàn à? Ừ. Mạnh thì có vẻ là thấp hơn Quyết cô bác ạ. Quyết thì là cao hơn. Thế bố mẹ của Quyết thì hôm nay là đi đâu làm gì rồi? Hả? À? Bố mẹ Quyết hôm nay ở nhà không? Ở nhà. Có vẻ tóc là cũng hơi dài đấy nhỉ. Hôm nay thì có vẻ không cầm theo tăng đơ rồi chứ không là cắt cho Quyết. Bạn Quyết. Chú là bây giờ là đi về hả chú? Vâng. Thế sáng nay đến giờ là chú chưa ăn cơm à? Chưa. Thế là bây giờ là hai vợ chồng đến bây giờ chưa ăn cơm à? Nhưng mà chiều không được làm thì cố chuyển ít chi trong về tí đi giúp chú Phong một lúc. Tí là đi nhà. Giúp chú vâng. Phong à? Vâng. Vừa rồi thì cháu là thấy chú là cầm cái này là cái gì đây chú? Chú á? Vâng. Chú xin là lá mắt gan đi một nắm. Lá mắt gan à? Vâng. Cái này thì uống rất là tốt đây. Vâng. Tôi thấy là uống rất là thích hợp. Đây, hai vợ chồng chú là bây giờ là tầm độ 2 giờ chiều rồi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà đến cố là làm cái công việc hôm nay cho nó xong để một tí nữa là đi hộ là anh phòng chuyển đồ đạc một chút cô bác ạ. Nhà chú thì có đi xa không? Cũng gần thôi, tầm 10 phút thôi. 10 phút à? Vâng. Đây, công việc của chú là hôm nay là cũng làm là cũng gọi là cũng gần cũng xong rồi cô bác ạ. Ngày mai thì sẽ tiếp tục là ngày mai thì sẽ được xây chưa chú? Vâng, mai sẽ được xây rồi. Ngày mai là được xây à? Vâng. Vâng. Thế là bây giờ chú đi ăn cơm chú nhé. Vâng. Cháu mượn mic một tí. Đây là cháu được nhìn thấy là ông phơi là cái chè mát gan ở đây này cô bác này. Đấy, nếu như mà các bác có ủng hộ cho ông Sò đấy thì các bác có thể là liên hệ cho qua cho cháu Lực qua số điện thoại màn hình để cháu Lực là bảo ông Sò đi lấy về là phơi khô xong là gửi cho các bác. Cái chè này thì uống rất là tốt cô bác ạ. Đây là hôm qua ông lấy về là lại phơi khô như này rồi không? Thời tiết nắng như này là uống cái chè này thì là công dụng rất là tốt đó ông nhỉ. Thế là mấy hôm nay là lên là mấy anh em thợ là có thấy là ông lấy về hiệu quả uống là cũng xin về à?
À, uống lúc mà để nguội uống mát đâu nhỉ. Đây, cái chè mát gan thì cho phép cháu được xin được phép là giới thiệu qua một chút cô bác nhé. À, cây lá mát gan là có công dụng là mát gan này, lợi mật này, giải độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt, chứa viên gan, sơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Và cái cách dùng để uống rất là đơn giản các bác ạ, là uống thay nước là hàng ngày thôi các bác. À, cái này thì là một lần đun là có thể là một lần sắc là uống được, đun được tầm bao nhiêu lần đâu, một lần mình bỏ vào ấy được 3 lần à? À, thế là mình cứ đun 3 lần để uống thay nước à? À, đây là uống, nếu mà uống độ tầm là 1 tháng là sẽ có công dụng là mát gan nhiều hơn nha ông nhỉ. Đây thì rất là thích hợp là cho ai bị là nóng gan cô bác ạ. Đấy, nóng gan rất là tốt. Vừa rồi thì cháu Lực lại thấy là ông đun ở đây là một chút rồi, không biết là sôi chưa. Thế là chỗ này là dùng để làm chỗ nghỉ ngơi à anh? Vâng ạ. Đây, chỗ nghỉ ngơi thì bây giờ là chuyển ra phía bên này rồi các bác ạ. Ở bên kia thì là gần là cái chất thải của phân cháu ấy, thành ra là không có ngồi được. Đây, thời tiết là hiện tại là bây giờ thời tiết rất là nắng các bác ạ, và rất là oi. Đấy, nhưng mà đến buổi đêm thì thời tiết mưa rất là lớn nữa. Thời tiết mưa lớn xong lại còn kéo dài nữa. Ở đây thì các bác nhìn thấy này, buổi sáng đây là trời mưa này, nhưng những cái chỗ này này các bác này còn chưa kịp là khô nước đâu các bác nhá. Đây, ở dưới kia thì cháu được nhìn thấy là nước đã động lại này. Đấy, nước động lại là phần những cái trên là những cái tấm bạt này. Lên trên thì là ra phía bên này là nhìn thấy là máy đen là kéo về là khá là nhiều. Cái này là nếu mà mình đun cái ấm, đun cái bếp điện kia được không ông? Đun được à? À, nhưng mà ông cũng chưa bao giờ dùng nhỉ? Vâng. Vâng. Ở đây thì là có khá là trẻ con khá là nhiều nữa các bác này, có thêm là một bạn gái nữa. Đừng để ướt ra nhiều quá. Đây là xác lần thứ mấy rồi ông chỗ này ấy? Đây là lần thứ hai rồi à? Thế một ngày là cứ phải là một ấm to ông nhỉ? Hôm nay thì em 3-4 ấm. Nhưng mà mấy anh em thợ là uống nước này thì là mấy anh em thợ là nói gì không? Bảo uống nó bảo thuốc gì mà không biết. Mấy anh em thợ là bảo không biết à? Vâng. Không bảo nó. Thế ông bảo với lại người ta mấy anh em thợ thì là thuốc gì không? Thuốc mát gan. Này thì là ông biết hái từ trước rồi các bác ạ, nhưng mà đến bây giờ này các bác này thì cháu Lực xuống thì mới thấy ông là đi hành nghề làm cái trà mát gan này. Cái lá mát gan này thì nó cũng không phải là một cái vị thuốc gì đâu cả cô bác ạ. Nó là một cái nước uống thì cho mình là mát gan, để mà mình mát gan này, giải độc này, an thần này, và thêm là một số công dụng khác. Thì các bác có quan tâm thì các bác là điện thoại cho cháu Lực qua số điện thoại màn hình để cháu Lực sẽ gửi cho các bác. Và các bác gọi cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ tư vấn cho các bác là kỹ hơn về cái công dụng của thuốc này nhé. Đấy, ra phía bên kia thì là chỗ bên kia các bác này là mùi cái chất thải của phân trâu, cho nên là gỡ cái lán đi rồi và là làm lại một cái lán ở phía bên này cho để buổi trưa cho mấy anh em thợ là ngồi nghỉ ngơi. Đây thì là các bác là cũng ra nhà ông là chơi. Hôm nay bác ở nhà làm gì bác? Ôi, chân bác này bị làm sao ấy? Đây này, ôi ghê quá này. Là bị cái nước ăn chân này không? Cái mùa này thì là cô bác ạ, nếu mà đi vào ruộng này hay là đi đâu ấy, không có đi ủ vào ấy, thì là đi những cái chỗ mà ướt như này này, hay là những cái chỗ mà rơm này cô bác này, là sẽ là bị chân, là bị giống như chân của ông luôn. Chân của ông sò thì khỏi chưa ông? Khỏi đi lại. Đi lại bị à? Nước này là có giống nước chè không hả bác? Ừ,
Có phải nước chè không ạ? Theo cái thuốc này là ông sò nó là thuốc mát gan. Lại mày lại lấy nước rồi. Đây vừa rồi thì có một lúc là cô bác ạ, có một lúc thì là ở đây là mưa cô bác ạ, vừa rồi thì mới bắt đầu là tạnh tạnh một chút thôi. Này là buổi tối là ông có thể là ngủ ở đây được không nhỉ? À, nếu mà mưa to thì là không ngủ được đâu, bạt này. Đúng rồi. Đây, có lẽ là cái video này của bác này thì là mấy anh em thợ vẫn chưa thể là đi tiến hành vào đặt thêm những viên gạch nào đấy, nhưng mà mấy anh em thợ vẫn tiến hành là cái công việc của mấy anh em thợ là được bàn giao với lại là mấy anh em thợ là thống nhất với nhau để mà làm. Đấy, cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác, và xin hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi lời chào tạm biệt tới các ông các bà không? Chào các em các chị nhá. Nào Mạnh ơi, đứng dậy khoanh tay chào con các bà nào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, nào, quyết nào. Con chào các ông các bà. Rồi, bạn nhỏ này biết nói không? Con. Con chào các ông các bà. Quyết dạy em nói xem nào. Con mà ha mà. Con chào các ông các bà. Rồi. Xin chào các bác. Thưa các bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ của bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, bơm nước uống hàng ngày. Bơm vào nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút không nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này của bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này của bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ủa ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Ủa. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ông sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Ông thì có lời cho các bác các chị từ khi ra thuốc này để mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị. Nữa không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị, các bác. Xin cảm ơn.